Lão tóc bạc này tay nhanh thoăn thoắt tháo món bảo bối từ trên tay vị công tử này xuống, rồi chưa được một phút đã trả lại cho công tử kia một phiên bản nâng cấp của món bảo bối. Món bảo bối khi được nâng cấp có sức mạnh kinh khủng khiếp, vừa vận công một phát đã làm nước bắn tung tóe. Vì sao lại có cuộc gặp mặt này, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Công tử này bị rơi xuống dưới đáy một hồ nước. Anh ta ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể vì đã bị những sợi xích sắt to chà bá cuốn chặt, rồi còn bị hút vào một xoáy nước lớn. Anh ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được khỏi vùng xoáy này. Vị công tử này vì muốn chạy trốn một nhóm đạo tặc nhăm nhe sát hại anh nên anh đã nhảy xuống hồ để thoát thân. Rồi cơ thể anh bị cuốn vào một lốc xoáy lớn ở dưới hồ. Không lâu sau, vị cô nương này nghe thấy người mà mình hằng đêm trộm nhớ đã rơi xuống hồ thì liền chạy đến để gọi tên anh trong vô vọng. Rồi cô nhớ về những ngày tháng bên nhau, tình cảm mới chớm nở mà chàng nay đã ra đi. Còn vị huynh đài kia sau khi chìm xuống đáy hồ thì đã bị trôi giạt vào một sơn động, có một bàn tay đến mân mê những chiếc xích trên tay anh ấy. Khi tỉnh lại thì công tử này nhìn thấy một lão tóc trắng, lão ta đang hì hục mài những sợi xích. Vị công tử thấy có cánh cửa, liền tiến đến, vận nội công để mong có thể cho cánh cửa ra bã. Nhưng ai ngờ sức mạnh của anh còn yếu. Rồi anh ấy lại lao xuống hồ để xem có thoát ra được không, nhưng mà một lúc sau lại quay lên. Khi đến hỏi chuyện lão Bạch thì khi vừa nhìn thấy món bảo bối ở trên tay anh, lão Bạch đã hoảng sợ. Vị công tử đến hỏi xem tại sao ông lại sợ, nhưng ông ta không nghe và cũng không nói gì. Lộ Bình tưởng rằng ông lão bị câm điếc. Hằng ngày thì vẫn có người đưa bánh bao đến cho lão Bạch, nhưng lão Bạch hóa ra không phải là câm điếc mà ông ta chỉ không muốn nói chuyện thôi. Lão Bạch còn mời Lộ Bình ăn bánh bao. Nhưng khi lão Bạch nhìn thấy bảo bối trên tay của Lộ Bình thì liền xông tới, nhanh chóng đã tháo tung món bảo bối ấy ra. Lộ Bình chưa kịp phản ứng thì lão Bạch đã lắp ráp xong cho anh một phiên bản nâng cấp của món bảo bối đó. Lão Bạch ra hiệu bảo anh hãy thử đi. Hay, siêu nhân Gao biến hình, bùm một phát, làn nước bắn lên rất mạnh. Ở trên thì, sau khi thấy có sức mạnh phát ra từ dưới nước, công chúa đã biết ngay đó là Lộ Bình. Cô liền nói ta biết chàng còn sống, hay chờ ta đến cứu. Nhưng vừa đi được có vài bước, thì đằng sau xuất hiện một thích khách áo đen. Hắn nhanh nhẹn bay lượn rồi trong lúc công chúa không để ý liền cho cô một trường. Tùm, công chúa chìm nghỉm xuống hồ, lặn không sủi tăm luôn. Dưới đáy hồ, Lộ Bình đã lôi được công chúa vào hang động. Anh chuẩn bị làm màn hô hấp nhân tạo, nhưng khi gần chạm môi công chúa thì cô ấy tỉnh. Rồi hai người ôm chầm lấy nhau. Còn bên kia thì lão Bạch vẫn đang ngồi luyện cây gỗ mục này. Mục đích của ông ta là gì nhỉ? Rồi khi Lộ Bình đưa công chúa đến bên để giới thiệu với lão Bạch, do lâu chưa được tiếp xúc với người nên lão Bạch tỏ ra lo sợ. Nhưng sau khi nhìn thấy đoản kiếm của vị cô nương, thì lão Bạch thốt lên, kiếm cùi mía, không bằng của ta. Khi nghe thấy có người chê đoản kiếm của mình thì công chúa đã muốn tỉ thí xem kiếm ai mới mạnh. Khi cả hai mới ra một chiêu thì chiếc gậy của lão Bạch bốc hỏa. Cứ nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về mình, nhưng bất ngờ thanh kiếm của công chúa tự động vụn ra thành trăm mảnh. Lúc này cả hai cũng đã biết người trước mặt mình không hề đơn giản. Với những dữ kiện đã có, công chúa nhanh trí đã đoán ra được đây chính là Lữ Trầm Phong. Ông ấy chính là giáo chủ Thiên Quyền. Lữ Trầm Phong, năm xưa đã từng luyện ra rất nhiều bảo kiếm, mà nhờ thanh bảo kiếm này có thể giúp hai người có thể ra khỏi đây. Nhưng đúng lúc này thì Lộ Bình đột nhiên sổ huyết. Hóa ra trong đồ ăn của lão Bạch có loại cỏ tích tuyết. Cũng may đây không phải một loại thuốc độc, nếu dùng lâu chỉ khiến cho người điên loạn thần trí, lâu dần mất hết trí nhớ. Cũng may là gần đây vì chia sẻ đồ ăn với Lộ Bình lên dược tính sẽ mất dần đi. Nhờ vậy hai người có thể dễ dàng hỏi ra chân tướng sự việc. Nhưng khi nhìn thấy công chúa rút thanh đoản kiếm thì lão Bạch lại trở lên sợ hãi. Những hình ảnh từ ngày xưa dần hiện lên trong đầu. Rồi lão Bạch lại quay ra tiếp tục luyện thanh bảo kiếm kia. Lộ Bình nhìn thấy lão Bạch liền nhớ về bản thân mình ngày xưa, cũng bị giam cầm mười mấy năm trời, cũng quên mất đi bản thân là ai. Không ngờ cũng có người đồng bệnh tương liên. Lão Bạch vừa cung tay một cái, từ trên cao một bảo kiếm tuyệt đẹp xuất hiện. Cũng là lúc Lộ Bình nhận ra tẩu tẩu của lão Bạch chính là mẹ anh. Lão Bạch là thúc thúc của anh ư? Rồi lúc Lộ Bình đang định hôn công chúa thì lão Bạch cản mũi bảo rằng xong rồi, thanh kiếm đã luyện thành công, cơ hội để cả ba cùng thoát ra đã đến. Vừa nãy một mình Lộ Bình chưa đủ sức thì bây giờ với những món bảo bối tuyệt đỉnh này thì hai người hợp sức có thể thoát ra được. Nhưng đang trong lúc gay cấn thì có làn khói độc khiến cho lão Bạch trở lên điên loạn. Giây phút quyết định, Lộ Bình và công chúa cùng hợp sức để phá cánh cửa, dùng một chiêu đã làm cho cánh cửa lung lay và mở ra. Nhưng chỉ có Lộ Bình và lão Bạch thoát ra được, còn công chúa thì bị mắc kẹt. Lúc chuẩn bị ra thì những hòn đá trên cao rơi xuống chắn lối ra khiến cho công chúa không kịp thoát. Khói độc cứ thế tuôn ra, khiến cho cả hai dần sức cùng lực kiệt. Lão Bạch trong cơn điên loại liền nói rằng, dùng máu mài kiếm, phải dùng máu mài kiếm. Công chúa liền dùng máu của mình để giải phong ấn cho thanh kiếm. Cả hai tả xung hữu đột, trong chém ngoài đấm cuối cùng đống đá cũng đã bị đánh bay, mở ra một con đường thoát thân cho công chúa. Ra đến ngoài không biết do đã nhiễm quá nhiều khí độc hay bị trúng hàn độc từ thanh kiếm, Lộ Bình đã lao đến trách lão Bạch.
Hóa ra công chúa đã trúng hàn độc lúc ở dưới đáy hồ. Về đến Vô Cực Sơn Trang, sau khi được đại phu bắt bệnh thì cuối cùng công chúa cũng có thể nói chuyện được. Nhưng khi nghe đến Vô Cực Sơn Trang thì những ký ức đen tối trong đầu Lão Bạch lại quay trở về. Lộ Bình khuyên nhủ thế nào thì Lão Bạch cũng vẫn mơ màng. Khi phun ra một lượng máu lớn thì Lão Bạch cũng đã bình tĩnh lại. Ông ấy nói với Lộ Bình rằng, người sát hại cả gia đình sư huynh ta chính là ở Vô Cực Sơn Trang. Chúng ta phải đến đó. Lộ Bình nửa tin nửa ngờ đưa Lão Bạch đến Vô Cực Sơn Trang để tìm hiểu. Ở Vô Cực Sơn Trang thì hôm nay là ngày đại hỷ của thiếu chủ Lộ Thiên Tây Phàm. Lộ Bình bảo Lão Bạch đừng khinh suất ở đây để quan sát. Yến gia ta đao pháp vô địch võ lâm, bây giờ truyền lại cho con trai ta. Chủ nhân của Sơn Trang đã truyền lại bảo đao cho con trai, nhưng khi nhìn thấy bảo đao này, Lão Bạch lại phát điên. Nói chính là hắn đã giết đại ca, chính hắn đã giết gia đình ta. Rồi Lão Bạch rút kiếm xông lên ăn thua với tên trang chủ, nhưng vừa mới đánh có mấy chiêu thì cả hai đã bay ra. Lão Bạch mồm vẫn kêu giết hắn. Lúc này thì Lộ Bình cũng đã nhận ra, trang chủ Vô Cực Sơn Trang chính là người đã giết bố mẹ anh. Ngày tháng còn dài, con trai của Lãnh Hữu Đàm nhất định sẽ báo được thù này, lấy lại công bằng. Rồi hai người rời đi, nhưng trang chủ quyết phải diệt cỏ tận gốc, liền kêu người đuổi theo. Nhưng mà hai người đã cao chạy xa bay. Lúc này Sơn chủ mới quyết định tung tin thất thiệt về Lộ Bình. Chuyện này do Sơn Hải Lâu sai khiến, Lộ Bình bị lưu trùng mê hoặc. Ở sau thì thiếu chủ nghe thấy thì tiến đến muốn nghe lời giải thích của cha. Hóa ra trang chủ cũng là huynh đệ chí cốt của bố mẹ Lộ Bình, nhưng do bị ngăn cản không cho tham gia việc thôn tính thiên hạ, nên trang chủ đã một đao hạ sát đại ca và đại tỷ, còn nhốt Lữ Trầm Phong dưới thủy lao Vô Cực Sơn Trang, bỏ thuốc để hủy đi ký ức của ông. Còn công chúa sau khi hay tin thì một mình mang cơ thể bị trọng thương đi tìm Lộ Bình. Cùng lúc trang chủ dẫn đoàn binh lính tìm Lộ Bình và Lữ Trầm Phong thì bị tập kích bất ngờ. Nhưng người làm chuyện này chính là con trai ông ấy. Vì không chấp nhận được cha làm một tên phản bội nên đã cố gắng ngăn cản cha làm thêm những chuyện tồi tệ. Lộ Bình thì đã cùng Lão Bạch chạy đến một ngôi nhà nhỏ. Lúc này Lão Bạch vẫn chưa tỉnh, tay vẫn ôm khư khư thanh bảo kiếm. Lúc Lộ Bình vừa bước tới thì dường như thúc thúc đã nhớ được ra hết chuyện xưa. Đến lúc đó còn phải nhờ nó bảo vệ cho đệ, đừng làm rơi đứa bé chứ. Nó mạnh lắm đấy. Vì Lộ Bình giống cha nên Lão Bạch vẫn nhận nhầm anh là đại ca. Công chúa cũng đã tìm đến. Công chúa bảo mọi người hãy rời khỏi nơi đây. Vì đại cục nên công chúa phải ở lại. Khi Lộ Bình vừa bước đi thì công chúa tổn thương cõi lòng ngất xuống. Lộ Bình đang đi thì có một ám hiệu. Giờ tí đêm nay gặp nhau trong sơn trang. Ở Vô Cực Sơn Trang, thiếu trang chủ đang dặn dò mọi người rằng tối nay không một ai được ra ngoài. Lệnh của ta cũng là lệnh của trang chủ. Còn đả thương cô nương cận vệ của mình. Đêm đó Lộ Bình và Tây Phàm gặp mặt nhau ở sơn trang. Cả hai cùng quyết định cùng nhau giải quyết những ân oán của thế hệ trước. Bộ phim đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay hãy like và bình luận xuống dưới để mình tiếp tục ra phần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt.